Nói chung là chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của Linh. Thì sáng nay là một cái buổi sáng mà có thể gọi là vừa vui mà vừa buồn anh em à. Ngày tại sao mà vừa vui mà vừa buồn? Thì nói chung là đây là cái điều mà làm mình vui anh em. Nhưng mà cái điều mà ở đây mặc dù khu của mấy sếp nhưng mà ở đây vẫn có giật điện thoại nha anh em. Giật mấy lần rồi. Ở đây là gương mặt mà anh trai Tiền Giang, nói chung là anh em miền Tây mãi đỉnh, lên rất là nhanh anh em à. Ảnh lên đến xem xe của Linh trong vòng chưa tới nửa tiếng nữa mọi người là anh đã xuống tiền rồi. Đây là số tiền mà anh mua xe của Linh. Đây. Mới mua xe qua độ qua nha anh em. Mấy người nhiều tiền người ta sợ lên YouTube lắm. Ừ, người ta sống kín lắm chị, người ta không có phần xe của bạn. Ok em hiểu. À đây cả mua xe xong đây cả để với nhà bạn. À ý là anh sợ nhà nói hả hay sao? Anh em nghe dám bỏ một số tiền vài trăm triệu mua xe xong đem qua nhà bạn để anh em. Ước gì tôi có mấy người bạn như vậy anh em. Em đỡ tốn tiền mua xe anh em. Tao đợi mày bỏ xe qua nhà tao chạy mà mày không bỏ. Gì đó, em còn không có xe chạy đâu, bỏ qua xe nhà anh em. Bình thường á anh em á, này nói thiệt nha, không phải là Linh chém gió nha, này Linh chỉ anh em nha. Là khi mà anh em đi mua bất cứ cái gì mà mắc tiền á thì có sẽ có những cái máy đếm tiền như thế này và anh em phải để ý nha. Nó có cái nhiều máy đếm tiền á. Nó mời nó bị kẹt, cái thứ nhất nó có cái khe ở phía dưới đó chị. Bộ 100 tờ anh em đếm đi đếm lại mấy lần rồi mất đi một tờ liền à, tôi thề anh em luôn. Cái này là có nha anh em, có mấy cái máy đếm tiền như vậy nha mọi người. Rồi anh coi xe lên trong vòng rất là nhanh mọi người. Xem xe ở chung bề ngoài xe của Linh thì nó không có được kiểu như là bóng loáng, tại vì Linh không có làm mà gì hết mọi người, không có dặm không có gì luôn. Xe mình có sao mình bán vậy, quan trọng là cái chất và cái việc mà Linh bảo hành về sau này á, là kiểu như là Linh bán xe rồi nhưng mà cái xe này Linh vẫn bảo hành nha anh em, chứ không phải Linh bán xong rồi Linh bỏ nha mọi người. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai là mình sẽ hỗ trợ anh hết mình, thế bộ anh cần cái gì hay là anh cần hỗ trợ cái gì về xe của mình thì mình sẽ vẫn hỗ trợ nha anh em. Chưa ráp luôn nè. Những cái chỗ nào mà ráp sẵn cho anh em mà anh em phải coi thử là phải 100% không nha, hay là đồ lay new nha. Còn nếu mà thật sự mà đồ new là người ta vẫn còn để riêng như vậy nha, chưa có gắn nha mọi người. Đây là cổ bô titan của Z1000 nè. À, nếu mà anh em mua đồ chính hãng 100% mà nó còn trong bịch như vậy cũng nè. Và nó còn kiểu như rồi nha anh em, chứ không phải là người ta gắn nguyên cái bộ người ta đem cho anh em coi đâu. Đó, nó sẽ rồi như thế này là người ta sẽ gắn từng bộ phận vô nha. Đây là cổ riêu nha anh em. Ok, thì nếu chị xe tin thủng vào chơi game app Kwin có tiền đổ xăng quán uống nha mọi người. Đây là app Kwin nấu chương trình sự kiện hấp dẫn nè, vào lúc 11 giờ vào ngày 21 tháng 7 nè. Phần thưởng ngập tràn nè, thông tin chi tiết sẽ được cập nhật liên tục cho anh em nha. Nếu làm nhiệm vụ liên kết là nhận 6.868.000, làm nhiệm vụ chia sẻ nhận 3.000 đồng mỗi lần chia sẻ. Làm nhiệm vụ khảo sát nhận 88.888.000, làm nhiệm vụ vòng quay may mắn nhận 86.666.000. Và khi anh em làm đẩy Kwin sẽ nhận được 30% hoa hồng, cực kỳ hấp dẫn luôn nha. Hiện tại app Kwin có nhiều event nè, có event cây tiền nè. Thì anh em có thể nhận liều miễn phí và nạp tiền vào mua cái liều mà đốn cái cây tiền này và giải thưởng thấp nhất là 900k, 9 triệu, 30 triệu, 300 triệu, 3 tỷ và 15 tỷ nha mọi người, cực kỳ hấp dẫn luôn. Còn có chương trình sự kiện ở vòng quay may mắn có bạc, vàng và kim cương. Thì anh em thấy rất là nhiều bạn đã trúng thưởng từ vài chục ngàn tới vài trăm ngàn tới 8 triệu 6 tới 26 triệu và tới 86 triệu luôn. Anh em thấy chưa, rất là nhiều bạn đã trúng thưởng tại vòng quay may mắn của app Kwin này. Thì app Kwin á thì anh em có nhiều cái sự kiện và hấp dẫn nè, anh em có thể vô phần VIP group nè, trong này tổng hợp có 9 VIP và khi anh em đạt được mức VIP nào anh em sẽ nhận nhiều phần quà hấp dẫn từ phần trăm tiền nạp, hàng trả rồi tiền mặt, iPhone 14 Pro Max vân vân, rất là nhiều phần quà hấp dẫn đang đợi anh em nha. Thì anh em muốn nào tham gia app Kwin này, muốn nạp tiền á thì trong app Kwin này có 6 cách nạp tiền siêu tốc và không gian giữ vốn nha. Anh em nạp nhanh gọn không tốn phí nha, nó có nạp siêu tốc, thẻ cào, MoBay, Viettel Pay, Zalo Pay, ngân hàng địa phương và anh em nạp tiền rút tiền trong vòng 30 giây không bị giam giữ vốn, cực kỳ tính nha mọi người. App Kwin rất là nhiều trò chơi từ ba cào ba cây tiến lên, bầu cua, lu xe, quái thú, rồng hổ, Sico. Chị chơi sẽ chơi một trò chơi kiếm tiền đổ xăng nha anh em, nên chơi trò chơi rồng hổ đi. Có nhiều bạn tham gia cùng với Linh nè. Giờ sẽ là 100.000 vàng hai lần vào với hổ nha, là 200.000 vàng và anh em nhớ nha, các bạn này thay đổi tiền mặt nha mọi người. Rồi nào. Rồng 3 nút, hổ 9 nút, vậy là hổ thắng rồi mọi người, thấy chưa? Trong vòng 30 giây ngồi chơi game thôi nên có nhận là 194.000 vàng và các bạn này thay đổi tiền mặt nha anh em. Thì tại app Kwin em tham gia trò chơi trong này có nhiều phần quà hấp dẫn và có nhiều sự kiện event, em thắc mắc vấn đề nạp tiền rút tiền hay đăng ký tài khoản thì liên hệ đội hỗ trợ sẽ hỗ trợ em 24/7 và đừng quên của app Kwin sẽ dưới phần mô tả và comment đầu tiên của video này nha. Anh em tham gia trò chơi đăng ký và nhận nhiều phần quà hấp dẫn. Cảm ơn anh em. Nói chung là không phải khoe cái gì nhưng mà ảnh nhiệt tình, ảnh nhanh gọn thì Linh cũng có mấy phần quà nhỏ nhỏ gửi là tặng ảnh anh em. Thì tại vì đây là con xe đầu tiên ảnh mua, ảnh không có những cái dụng cụ để mà để xe ở nhà, thì anh tặng cái gì anh sẽ tặng, như là khi mà anh mua xe ở đây đúng không, anh chưa có cái ben
ben nâng á mọi người hiểu cái ben nâng không? Cái ben nâng tại vì khi mà anh em có một con ô tô thì anh em phải có cái ben nâng. Nói anh em hiểu cái ben nâng không ta? Tại vì khi anh em đã mua mô tô rồi thì anh em phải có một cái ben nâng. Anh em mà không ben nâng á, anh em cứ để cái chống ngang như vậy hoài thì cái phục bên trái này nó sẽ bị xì dầu. Xì dầu thì anh em nhận biết rất là dễ, anh em chỉ cần cầm cái tay nè, anh em vuốt một cái xì phục á. Nhưng mà anh em phải có cái ben nâng để ở nhà nha. Một cái thứ nhất là phải tránh xì phục nè, xì nhớt phục nè. Cái thứ hai là nó không có bị thấp cái bên này. Tại vì anh em để gì hoài thì nó cái trọng lực nó sẽ chịu qua cái phục bên này thì cái cổ bên này nó sẽ bị thấp xuống. Anh em hiểu không? Cho nên phải có ben nâng. Nâng lên thì hai bên nó sẽ cân hơn thì xe của mình nó sẽ không bị chảy nhớt phục. Nói chung là chảy cái này thì không bao nhiêu tiền hết mọi người. Chảy cái này thì anh em chỉ cần đi thay cái phốt hết 1 triệu mấy là được rồi. Nhưng mà nó phiền và thời gian cái thứ nhất, cái thứ hai là tốn công nữa anh em. Cho nên mình cứ kỹ là tốt nhất nha. Mới chơi mô tô đầu tiên mà chơi Z1000 rồi mọi người. Ngày xưa tôi chơi mô tô đầu tiên tôi chơi Z800 chứ tôi không chơi Z1000. Tôi chơi gần cái năm trời tôi mới lên Z1000. Vậy mà anh chơi con đầu tiên anh chơi anh đã chơi Z1000 rồi anh em. Ảo thiệt chứ. Ok thì một chút nữa độ xong anh sẽ quay cho mọi người cùng coi. Cái khá mắc cười anh em, tôi để chị tôi đếm tiền. Nãy giờ tôi đi ra ngoài đường tôi quay video xong rồi để chị tôi đếm tiền xong tôi quay vô thì chị tôi vẫn để nguyên cục vậy anh em. Chị tôi nãy giờ tôi đi vòng vòng chị tôi không dám đếm. Tôi tin chị tôi nhưng mà chị tôi không có dám tin cái máy đếm tiền này. Tại lâu quá chị tôi không xài. Lâu quá chị không tin đó. Không? À nó rồi nó bị kẹt đúng không? À. Điểm số 1 bà lòi ra 3 tờ nãy giờ. À đủ đủ. Lâu quá chị. Anh em nhớ luôn cái âm thanh buổi sáng nó lại nha. May mắn sẽ tới với anh em á, tài độc sẽ tới với anh em. Ở trên TikTok nó câu view vậy chị. Âm thanh tài độc. Đúng 100 tờ được đúng không? Máy nó bị vậy. Này 98 giờ 99. Nó bị kẹt đúng không? Nó sáng được đếm tiền mà sướng gì đâu á. Phải nghe 99 tờ rồi đếm tay đi. Giờ đếm tay đúng không? Máy đếm tiền khá là uy tín nha anh em, đếm lần đầu là 98 tờ, đếm lần thứ hai là 99 tờ và đếm lần thứ ba vẫn là 99 tờ, nhưng mà sau khi tôi đếm tay thì vẫn đúng 100 tờ nha mọi người. Máy đếm tiền này khá uy tín nha mọi người. Chị tôi đó không tin máy đếm tiền luôn. Đúng rồi, nãy tôi tin chị tôi nhưng mà chị tôi không tin máy đếm tiền là đúng rồi. Đây. Cái này đúng không? Đó, hàng riêu của anh em. Ngày xưa có một kiến riêu như thế này sẽ tầm. Đúng rồi. Ủa tức là cái này đâu phải cái kính đâu. Cái này là miếng nhôm. Đúng rồi, cái này là miếng nhôm anh em và người ta làm bóng lên đó mọi người và rất là bóng. Cái này có công dụng gì anh Nam? Hả? Bằng nhôm như thế này thì nó sẽ sáng hơn hay sao? Hay là sao ta? Không, nó không copy face được. Làm cái này để không bị copy face á hả? Cái này cái đâu nó tức là cho cái chất liệu nó cao cấp hơn. Một cái kính như thế này là bằng nửa tháng lương của tôi đó mọi người. 3,5 củ. Hàng riêu nha anh em. Còn hàng pha kè là 350. Thì đây là Z1000 mà sau khi anh chủ mới lấy nè anh em thì ảnh đã lên một cái cặp cổ bô Titan 422. Đây. Tính là tôi chơi Z1000 tới bây giờ tôi chưa có tiền lên cổ này luôn á anh em. Ảnh còn sẽ làm khá là nhiều như là thay nhớt nè. Ảnh khá là kỹ tính anh em. Nhông sinh dĩa nè, thay nhớt nè, thay nhông sinh dĩa nè. Rồi đi vệ sinh lại toàn bộ con xe thì anh sẽ hỗ trợ ảnh hết sức có thể tại vì ảnh ở dưới Tiền Giang rồi mọi người. Chung lên Sài Gòn thì làm được cái gì thì mình hỗ trợ hết mình nha anh em. Tại vì về Tiền Giang thì kiếm mấy cái tiệm làm uy tín thì nó khá là khó tại vì anh cũng chưa gì đó làm bao giờ, anh không biết chỉ. Còn ở Sài Gòn thì anh sẽ dẫn anh đi làm hết tất cả những cái gì mà anh ưng ý nhất có thể nha mọi người. Thì đây. Ok, bây giờ mình sẽ qua bên anh Lâm Michelin để mà làm thêm vài thứ nữa. Kia xe hơi của anh. Thì nãy mới chạy qua bên anh Lâm mọi người rồi. Anh Lâm thì anh ở bên Gò Vấp thì anh em làm xe thì anh em cũng biết rồi, không cần phải nói nhiều ha. Đây đi qua bảo dưỡng, thay nhớt, thay nước mát rồi vệ sinh lại sơ sơ với lại thay nhông sinh dĩa cho anh khách mới anh em.
anh em tôi quay thì anh em cũng hiểu rồi, chứ tôi không có nhận đồng quảng cáo hay PA gì ở bên này nha anh em. Thì tôi chỉ muốn giới thiệu những cái chỗ nào mà làm xe mà nó có tiếng cho anh em biết để mà anh em đi làm thôi. Ra mấy chỗ này người ta có tiếng quá rồi thì người ta cũng không cần quảng cáo hay PA gì đâu anh em. Đây, nhưng mà thật sự anh này anh mới mua xe nhưng mà chưa gì thấy tính anh nó rất kỹ mọi người. Anh kỹ từng bộ phận trên xe luôn, từ nước mát, dầu nhớt này kia, anh rất là kỹ mọi người. Thì nói chung là anh em mua xe vài trăm triệu, anh em nên nhớ nha, cái bộ môn này là chơi là không có đăng nhập lại được nha, đăng xuất là đăng xuất luôn, không có đăng nhập lại được, cho nên anh em phải kỹ như anh này nè. Ninh chỉ muốn quay cho anh em sau này anh em có đi mua xe cũ á thì anh em đã dám bỏ ra vài trăm triệu anh em mua xe rồi thì anh em đừng có tiếc 10 cho tới 20 triệu để mà anh em đi bảo dưỡng lại xe hay là anh em đi thay những cái mình thích. Linh nói thiệt, anh cũng khuyên anh nhiều lắm, tại vì có những cái chưa cần thay nhưng mà anh vẫn muốn thay, nhưng mà Linh khuyên anh đừng có thay, chưa có nên thay, vẫn còn dùng được thì mình vẫn dùng, còn cái nào cần thay thì anh sẽ thay, như là nhớt nè hay là nhông sinh dĩa hay cái gì đó anh muốn thay thì cái đó vẫn thay được, còn cái gì mà không cần thay thì anh sẽ không cho anh thay, tại vì đỡ tốn tiền mọi người, thề luôn. Nãy giờ anh thay cũng khá là nhiều rồi, anh lên combo rồi anh lên nhông sinh dĩa rồi anh thay nhớt thay nước mát, rất là nhiều tiền anh em thay mấy cái đó, anh tin thôi anh em nhìn sơ sơ cũng gần 20 triệu đó mọi người. Ok, thì sau khi làm xe xong rồi còn cái gì đi bảo dưỡng xe nữa thì sẽ quay cho mọi người mình coi. Một buổi sáng có thể gọi là vui thì cũng vui đó, nói chung là bán được con xe, mua xe mới thì cũng vui đó, nhưng mà bao nhiêu kỷ niệm mọi người, thề luôn. Sau một hồi đi một vòng Sài Gòn, đi dọn xe rồi đi lên đồ chơi các kiểu thì đã xong rồi anh em. Quay về Banana Messi, bắt đầu bây giờ lên xe bán tải trở về Tiền Giang nha mọi người, trở về miền Tây. Đây cũng chắc cũng là vlog coi như là gần cuối anh em thấy con Z1027 này. Tại vì sau này ảnh có lên Sài Gòn nữa nên cũng sẽ quay cho mọi người cùng coi con xe của Linh thôi. Nhưng mà bây giờ nó không thuộc quyền sở hữu của Linh đâu anh em, nó thuộc quyền sở hữu của anh em miền Tây rồi. Hên quá, hồi nãy mà đi mà rửa xe, hồi nãy tính đi rửa xe cho ảnh. Hên quá, rửa xe cái giờ toan rồi anh em, ướt nhẹp luôn rồi, trời mưa Sài Gòn bữa nay, dạo này mưa lắm anh em. Này này về ghép nhạc vô, em bước đi thật dồi dàng, em quên đi câu hứa xưa, quên người ta ước thề một chiều thu con đó. Tao uống cà phê mà 800-900 ngàn, giờ mất ngàn. Sắp tới có một khác rồi. Vô. Sắp tới sắp tới chơi cá 20. Hơi ảo. Vậy là chấm dứt chuỗi ngày chơi qua Kawasaki rồi anh em ơi. Chấm dứt 4 năm chơi mô tô từ Z8, Z1015, Z1027. Cũng đam mê nào cũng phải có lúc tàn mọi người à. Cuộc chơi nào cũng phải có lúc tàn thôi anh em. Mình chơi BMW gì đó. Chơi Ducati. Street Fighter. Má nghe ghê không? Nói được làm được nha. Ok, gì đó. Má chứ gì nó kìa bên này. Để xíu nữa về lấy 200 mấy củ để mua vé số hết. Phải một cái lên BMW còn không phải thôi con ha. Đâu, à, một phát 250 mấy triệu không chị? Ok, thì đó là những gì mà hôm nay Linh đã nói với anh em. Thật sự sao tôi bán con xe xong tôi cầm tiền trong người tôi không vui biết nào anh em, tôi thề luôn ấy. Ok, thì chắc vlog này sẽ kết thúc đây anh em, mà nói chung mà cũng đã hỗ trợ anh cách hết mình rồi. Nói chung là ngoài những món đồ Linh tặng Linh không nói ha, thì cũng vui một ngày hôm nay đi hỗ trợ ảnh làm những gì anh muốn về con xe của mình rồi. Nói chung mà cũng hết cố gắng hết sức rồi, cũng cảm ơn anh Messi, anh Michelin, anh Hoàng Thang, mấy anh em đã hỗ trợ Linh với anh khách hết mình trong ngày hôm nay để mà hoàn thành xong nhất có thể để mà anh về miền Tây. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều và chắc sắp tới sẽ mua một con xe mới. Hy vọng anh em sẽ ủng hộ Linh và luôn đồng hành Linh trên con đường YouTube. Biết là nó sẽ rất là khó khăn sắp tới đây nhưng mà hy vọng anh em sẽ ủng hộ và subscribe kênh YouTube của Linh. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Bye bye cái mập. Bye bye. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều.